Nhà sâu ra được cái danh sách này, đây này. Cái danh sách tất cả các sản phẩm của em nhé ở trong DB này. Đấy. Rồi anh chèn thêm một cái nút nữa là cái nút thêm cho hàng này, em nhìn lại đấy, em add vào thì nó sẽ là tăng bằng hai này. Ok chưa? Add tiếp một sản phẩm này. Đấy, thì em click vào đây nó sẽ ra list ba cái này. Số lượng nhân quan tin này. Đấy. Uh, tiếp tục là ở cái đây, kích đây này. 4 này. Uhm. Đây. 4 này đấy ở đây bốn là do là nó có một cái nó quan tim bằng hai đấy thằng đi mua hai lần mà đây ở đây thì tổng tiền nó xăm này khi em đặt hàng thành công này nó sẽ về đăng chủ nhá thì ở đây này anh sẽ phải thiết kế thêm hai bảng là một bảng order là lưu tổng tiền ví dụ sau này em làm thêm nhiều cái tính năng khác nữa thì nó sẽ em làm thêm nhiều cái tính năng nữa như là phải đăng nhập các kiểu với có thông tin thì em chỉ cần tạo tiếp các column tương ứng ở trong cái bảng này thôi thứ hai là bảng transaction có nghĩa là lưu chi tiết của một cái đơn hàng đấy bởi vì khi ừ. em đặt một đơn hàng ấy nó sẽ có nhiều món ăn đấy nên là em sẽ và có một cái bảng bảng transaction này nữa nó liên kết với order id này đấy thế giờ cái đơn vừa rồi anh mua là đặt có bốn sản phẩm này anh nhìn này thì cái order id là 10 mười này đây nó chính là thằng này nó là của cái thằng thằng này thằng này nó chỉ lưu tổng tiền và các thông tin liên quan thôi đấy thì ở đây xem anh sẽ tạo phải tạo giúp em thêm hai bảng nữa đấy thì giờ anh sẽ em tia hàng này đi anh sẽ gửi lại cho em nhá còn để em thêm cho nó dữ liệu trên đây anh sẽ xóa nó đi nhá đấy thì <laughs> cái mục của em mình đã hoàn thành rồi giờ em hỏi các bạn em xem thử là có làm luôn không thì để để anh làm luôn cho nó hoàn thiện như các anh vứt cái này cho các bạn bên tên vào nhìn nó kỳ kỳ